Bắt đầu chúng ta sử dụng cái phần mềm này, thì thầy có gửi cho các em hai file. Thầy có gửi cho các em hai file này với lại phần mềm sẵn ở đây rồi. Các em có thể lên cái website của thầy, các em lấy cái phần mềm này xuống cũng được. Thì khi mà các em lấy xuống thì các em sẽ có một cái file nén. File nén. Đây. File nén dạng như vậy, và cái này thì chúng ta sử dụng bản Portable, nghĩa là chúng ta không có cần phải cài gì hết, thì chúng ta sẽ nhấn chuột phải và giải nén. Rồi khi mà giải nén thì chúng ta sẽ có một cái thư mục giống như vậy, và chúng ta chỉ cần nhấn chuột phải chạy bằng ở chế độ admin là xong. Chúng ta chú ý nha, nghĩa là giải nén và chạy. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn cách cấu hình nó một chút. Thì khi mà các em mở lên thì nó khi mà các em mở lên thì các em sẽ tạo một file HTML như bình thường. Nhưng mà lưu ý, các em chú ý với thầy, các em muốn cấu hình mà cho nó chạy trên Google thì các em lưu ý là các em bấm vào đây nè, trong cái trên cái thanh này, các em bấm vào đây, các em coi nha. Trên cái thanh mà công cụ này nè. Các em sẽ chọn cái phía dưới này, nghĩa là cấu hình để chạy trên Google. Các em ghi nhé, nhớ ghi vào vở nhé. Rồi các em bấm vào đây, thì ở đây mới đầu nó sẽ không có cái Google này đâu ha. Thì các em muốn cho nó chạy từ Google thì các em bấm vào dấu cộng ở đây, sau đó các em chọn tới cái Google, nó nằm trong thư mục RAM file x86. Các em tìm cái, các em đánh cái Google là tự động hiện tới ha. Chọn vô đó, chọn vô open một cái. Khi các em open một cái thì nó tự động nó hiện qua bên đây cho mình, và các em muốn nó là chính thì em click vô đây, ok là xong đó. Thì thầy đã làm cái thao tác này rồi, và lưu ý các em muốn chạy thì các em nhấn phím F12. Nhớ là phần mềm Visual Studio Code là cái phần mềm mới, còn cái này là một phần mềm cũ ở trong chương trình mình có lên thầy, trong cái đề cương có lên thầy vẫn giới mình, thầy vẫn dạy theo đề cương thầy giới thiệu cho các em này. Rồi bây giờ thầy giới thiệu qua sơ qua một số cái chức năng của nó, kiểu như là các em cách tạo một trang web đơn giản. Thì ở đây các em chỉ cần vào file new thì các em tìm cái dạng file HTML, bấm vào đây và tạo thôi nha. Đó, nó tự động tạo cho chúng ta cái này. Đó. Thì ở đây thầy có tạo một cái giống như vậy. Thì thầy muốn chạy, giả sử ở đây thầy dùng một cái thẻ H1. Cái này nó giống như ở bên Visual Studio Code mà chúng ta đã học qua rồi đó. Ha. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một thẻ H1. Ví dụ như là thầy đánh cái chữ này luôn. Thầy bấm Ctrl S luôn, nhấn F12.